Các bạn tiếp tục vào thanh filter, chúng ta cùng nhau khám phá chức năng Reduction Noise. Reduction Noise tức là sẽ khử hạt. Thông thường các bạn add thêm hạt, tức là chúng ta thêm đối tượng nhiễm hạt, bây giờ là chức năng khử hạt. Các bạn vào filter, chọn Noise và phần Reduction Noise. Ở đây tôi cố tình zoom lớn lên. Cường độ chết, nó đẩy quá nhiều. Các bạn thấy rằng đối tượng viền xe này nó sẽ bị mờ nhòe. Đối tượng này hoạt động dựa trên nguyên tắc là mờ những đối tượng hình ảnh chúng ta, những hạt chúng ta. Nếu như chuột trái bấm vào vị trí này, các bạn thấy ngay rằng đối tượng chúng ta hiện nguyên hình chưa tác động. Tôi bỏ tay ra thì đã khử đi rất nhiều rồi. Ở phần detail này các bạn có thể lấy lại phần chi tiết. Nếu như tôi tăng phần lên, chi tiết có thể được khôi phục nhiều, đặc biệt những phần viền xe này. Còn đâu ở đây có phần reduction color noise. Càng tăng nhiều bao nhiêu thì khử những đối tượng hạt nhiễu, màu sắc hạt nhiễu càng nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà tăng các bạn thấy rằng những đối tượng viền hình này nó sẽ bị làm xám đi. Tôi tăng vừa phải thôi. Và ngoài ra chúng ta đã phần xét phần detail, lấy lại chi tiết những đối tượng các cạnh. Nếu tôi tăng quá nhiều, đối tượng chúng ta trông rất giả. Các bạn tăng vừa phải thôi. Các bạn có thể check vào đây để xử lý những điểm ảo trên tấm hình này chúng ta không quan sát thấy. Đó. Nếu tôi bỏ ra này. Check vào này. Và giờ nếu đồng ý, chúng ta nhấn OK bàn phím để xem sự khác biệt. Bây giờ tôi zoom lớn lại để bạn thấy. Đặc biệt chúng ta quan sát những phần bầu trời này. Bây giờ tôi nhấn Ctrl Z, nó sẽ lấy lại kết quả ban đầu chúng ta. Ctrl Z. Các bạn thấy ở đây có lấm chấm những hình màu và tôi cần reset lại, chúng ta có kết quả cuối cùng. Hình màu đó đã được khử đi một cách rất tinh tế.